Em Trần Ngọc Quốc Bình, xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thuận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. 31. Em đang công việc em làm gì? Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà vậy. Bán bánh hả? Dạ. Mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Mà bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh. Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. Chuyện dạ. Tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho nghe. 9 năm về trước là em gặp bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Cái em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi. Ghế đặc biệt ngồi. Thì mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ. Thì em có thể kể được cho anh. Dạ chắc tại anh rung. Anh rung quá đúng không? Cho nhà bóng tay nào. Dạ tại vì hai vợ chồng em á đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó. Rồi em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa, mua nước, bánh trái cho em ăn. Ảnh nói là em ốm quá đi. Xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi, mình con gái mình cũng thích. Rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái. Xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi, mẹ tập cho con đi. Rồi em đi xe máy luôn, rồi mất liên lạc. Mất số liên lạc. Mất liên lạc luôn. Mất dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới nối lại được? 3 năm. 3 năm. Dạ. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm. 9. Rồi mấy tháng trời là 2 tháng hả? Hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng. Mất, dạ. Mất liên lạc nhau 3 năm. Dạ. Cơ duyên nào mà tụi em gặp lại? Dạ. Tái ngộ đó. Dạ 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa, là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion. Rồi ảnh mới gặp em. Gặp lại cái em, ủa sao anh này quen quá. Cái mới quay đầu lại mới, ủa anh Bình phải không? Cái nó anh Bình. Cái xong hai đứa bắt chuyện nói, rồi xong cái xin số điện thoại. Rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó, là em có bạn gái rồi cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á là lúc đó em vẫn còn quen người kia. Thì đó. Dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng xét á tình hay làm sao á. Thôi. Tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó. Chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà yêu xã em hơn? 7 ngày. 7 ngày hả? 7 ngày để mong thôi hả? Em biết không? Dạ, em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á, bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình cũng mở lòng. Tại vì á, em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu dạ. Tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Dạ. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó dạ. Yêu tình yêu suôn sẻ không hay là gặp gần sóng gió? Dạ có, là cái vấn đề gần cưới á, là anh á thì muốn đám cưới là gộp chung, tại vì anh thì không có bạn bè nhiều rồi nên á hả ảnh muốn gộp chung với nhau. Rồi cái em á thì ba mẹ bên em thì muốn đãi riêng. Mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa. Nếu mà khách á đi như vậy người ta không có đi được. Rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn. Rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chuyện nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi.
là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Ừ. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi. Dạ. Hết hồn à. Bây giờ sức bước nói chung là không được nữa. Như em kể mà nó mắt lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ nó có cái gì đó. Nó khúc mắc xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi. Thôi vui quá rồi, quá rồi. Thôi bây giờ kể cái chuyện bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? 3 năm. 3 năm thì có tật xấu. Bình kể đi, cho Bình kể đi, nãy giờ Bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là bà là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra. Làm những cái bánh mới làm riết. Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không? Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cứ như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ. Em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về. Rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nha, giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng mà còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa lắm. Là em thì là sợ đường mà bà chơi á bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường đúng rồi, đường cát. Quăng là bánh đó cơ. Quăng vậy hả? Bà thử coi em có sợ đường không, mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường đó. Bà chơi một cái luôn coi như lúc đó là cơ nước thì dập hết rồi, nó dạ bị rứt phải không? Em chỉ cần lấy đường cát chét vô người anh là trời, anh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn, rất là bất ngờ luôn. Tại vì á ảnh hồi đó cũng nói là tôi sợ đường, nhưng mà em không nghĩ là sợ đường sợ là đến cái mức như vậy. Trời dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không? Nói chung đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá ha. Mà tức là bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít rít à. Rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao, là nổi đỏ hết sợ, người luôn. Ồ ngộ quá ha. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Đúng rồi, tôi cũng vậy đó. Trời ơi, tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thiệt luôn á. Trời ơi. Rồi rồi chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn. Rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Vậy luôn á hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn á hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính đường thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á, là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả, ảnh lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói, trời cái người bà hơn mùi bột quá. Mà giờ sao ảnh cưới em đã đợi, anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì à, em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có, mà ít lắm, mà thường ảnh không à, em không có thèm. Không có thèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm, nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ, ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi. Có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có. Nhiều khi hả, một mình em lo không có kệ sể, mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi, anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó đó đó. Có chừng xong thôi, ảnh nói em còn thiếu cái gì nữa không? Em còn cần anh giúp gì không? Là ảnh không có cái nhu cầu đó. Là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game thôi. Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu. Rồi giờ hỏi ngược Bình xíu nữa nè. Mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quấy nóng tính của em quăng đồ ra khỏi nhà? Có hồi đó thì ở bên nhà em thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ. Dạ, được. Nhưng có nào đuổi em ra khỏi nào? Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi.
cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả? Cũng mình kinh doanh nha. Dạo này giống như là nó hơi chậm bill. Cái em nói là bây giờ á, suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả, cứ vậy hoài à. Ảnh cứ từ từ, cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực. Mặc dù là không có việc, khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Em không thích, không thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi ông bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc là cãi vãi nha. Dạ, chắc đỉnh có, điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á, ảnh về đây là vì em. Ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh. Rồi cái thế là đùng 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 bỏ đi. Xong cái sau này mà huề rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ. Còn ông trời, ông trai mà ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Anh vậy rồi, đó. Rồi có cái chuyện đó nhiều lần không Bình? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm lố quá, là cũng chạy về. Giờ tôi chở bà về, tôi lấy giấy kết hôn, bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Đủ để cho cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề về nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng, với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bả coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống, thì em cũng đâu biết đâu, kêu nắm tay cái bả vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn. Thế là khóc suốt mướt luôn, nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa. Thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó, mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó làm sao đó em làm lại gì coi thử thôi, chứ chị cũng chưa coi. Thì có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Chưa luôn. Em không biết luôn á. Mà... thì bây giờ mình làm ở nhà đâu hay, làm ở đây nè, mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt hay là cái thiệt? Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt á. Cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Đó, đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Giờ ông chui vô đi. Ủa? Giờ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bỡ lãng xẹt sao? Chui vô. Anh hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Phúc là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái đầu hết hồn luôn. Bạn luôn hết hồn á. Dạ, hết hồn. Quá dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, hôm nay làm rồi. Và hy vọng là về nhà tối nay làm nữa, mỗi ngày làm cái đó vậy thôi. Còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm có... game đúng không? Dạ giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè, vợ chồng tụi em á nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ đúng không? Dạ. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc, và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với mình, hoặc ngược lại. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng, nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được, đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi? 2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi, đúng không? Thì ảnh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em, chứ em không có được cái cảm xúc đó. Tức là vì em đầy đủ quá. Tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên nó là như vậy rồi. Thì mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ, đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự, đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm cái hũ bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Chơi game thôi. Chơi game để mà
mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại, chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Rất là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương. Thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè. Đúng không? Dạ. Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn dạ, nếu ngược lại em ở nhà anh thì cái trách nhiệm đó là anh phải làm. Ừ. Dạ. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Dạ. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh. Nha. Ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa. Đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba ngọn nến lung linh nè. Đó, dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nha. Rồi, xin cảm ơn các em. Đúng không em? Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nha.